Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Huynh Vlog. Thì buổi chiều ngày hôm nay là ngày 11 tháng 7, em cũng có hai cái thông tin rất là nóng luôn, em muốn chia sẻ đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được biết nha. Thì cái thông tin thứ nhất đó, cô chú, là mới đây chị luật sư Tiết Ngọc đó, là cũng có chia sẻ một cái bài viết nói về chị Hồng Loan trong cái ngày ra tòa ngày 8 tháng 7 nha cô chú anh chị. Rồi cái bài viết thứ hai á cô chú, là hiện tại bây giờ là thím Bảy khọt kheo cũng không có chấp nhận cái sự thật nha cô chú, cũng lên một cái bài viết á là xúc phạm đến các anh chị nhà báo này, rồi nói rằng á là pháp luật Việt Nam mình á là không có công bằng nha cô chú. Thì sau đây á là em xin phép là được đọc cái bài viết của chị luật sư Tiết Ngọc trước nha cô chú. Cũng là phòng số 3 nè, Võ Thị Hồng Loan, Nguyễn Thị Minh Thái mà nay không đông như ngày 8 tháng 7, hi hi. Hôm qua chị khai trương cái máy sấy bé Loan tặng nè. Chiều qua về công ty thấy các bạn nói chị Loan gửi quà cho chị, mở ra thấy cái vạt cute giống y cái vạt ngày 8 tháng 7, mỹ mỹ dung dung vỏ cho chị mượn vạt mát xịu luôn. Chỉ vì chị khen cái vạt nhỏ mà có vỏ thôi mà hôm nay nhận được của mớm tặng liền, thương mớm rất biết quan tâm, mà lần sau chị rút kinh nghiệm không dám khen gì trước mặt mớm nữa nè, hi hi. Có những vụ luật sư mong ơi là mong các bên hòa giải, chỉ chờ các bên thống nhất được phương án là tòa mới hòa giải, công nhận sự thỏa thuận của đơn sự thôi à. Nhưng cũng có những vụ nghỉ hồi cũng không ra được lý do để tác động hòa giải. Ngày 11 tháng 7, 2024, cũng tại phòng số 3 Tòa án Nhân dân thành phố hòa giải nè. Đó cô chú, thì vừa rồi là cái bài viết của chị luật sư Tiết Ngọc cũng nói về chị Hồng Loan và chị Ni và anh Thành Mỹ và chị Bùm Bùm nha cô chú. Thì phải nói rằng cô chú anh chị Loan rất là dở mến nha cô chú. Đó thì chị Loan cũng có tặng một cái vạt cute cho chị luật sư Tiết Ngọc nha cô chú. Thì vừa rồi là chị luật sư Tiết Ngọc cũng chia sẻ một cái bài viết nói về cái món quà của chị Loan nha cô chú. Thì tiếp theo cô chú anh chị, là em cũng xin phép là được đọc cái bài viết thứ hai của thím Bảy khọt kheo để gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được nghe luôn nha. Chúng tôi luôn đặt niềm tin vào công lý và truyền thông được nhà nước công nhận cho phép phát ngôn là cơ quan báo chí. Thế mà ngòi bút của các bạn anh chị bị bể cong một cách đáng khinh. Ủy ban Nhân dân vẫn phủ nhận và tại tòa án cô gái đó đã xác nhận là con nuôi nghệ sĩ Vũ Linh, thì cơ quan báo chí lắp láp liếm rằng con gái con hợp pháp. Chúng ta thấy được những gì nếu như chúng ta không phải là người tham gia tìm hiểu drama từ đầu, không hiểu rõ câu chuyện thì chúng ta biết tìm sự thật nơi đâu ạ? Đồng tiền có sức mạnh như thế nào mà báo chí sẵn sàng bể cong chữ con nuôi thành con hợp pháp đến như vậy? Hôm nay cho phép tôi nhắc về anh hai. Chính anh hai một năm trước đã tạo điều kiện và dùng uy tín của mình, anh đảm bảo cho phát ngôn con ruột của cô gái kia. Thì sau hơn 15 tháng, cũng chính anh là người đính chính với một bài báo Hồng Loan là con nuôi trên báo Người Lao Động ngày 4 tháng 7, 2023. Thôi thì nghiệp và duyên giữa anh và cố nghệ sĩ xem như trả xong. Tôi đang mong chờ người kế tiếp, người mà hôm qua lên livestream tặng trời tay ủng hộ cô con nuôi và những người đã gián tiếp gieo cho gia đình cố nghệ sĩ cảnh ly tang. Đó cô chú, thì vừa rồi là cái bài viết của thím Bảy thì cũng chia sẻ một cái bài viết là của cái thằng em của cái bà mì xào cô chú. Đó thì phải nói rằng cô chú anh chị, hiện tại bây giờ là cái bên nhóm vay xe đó cô chú với lại là vợ chồng của thím Bảy khọt kheo thì cũng không có chấp nhận sự thật cô chú, cứ nói rằng là chị Hồng Loan
là người con nuôi, là người con không hợp pháp đồ này kia các kiểu luôn cô chú. Mà nghĩ như cũng lạ cô chú anh chị, bây giờ chị Hồng Loan có con nuôi hay là cái gì đi nữa cô chú, thì được cố nghệ sĩ ẵm về nuôi á, là cũng đã có là cái chữ ký của cố nghệ sĩ, thì cũng xác nhận ở trong cái giấy khai sanh á, là chị Hồng Loan là người con hợp pháp của cố nghệ sĩ, là chị Loan được phép thừa hưởng những cái gì của cố nghệ sĩ đỡ lại cho cô chú. Mà tại sao cái bên đó nó không chấp nhận sự thật cô chú, nó muốn rằng là chị Hồng Loan phải rời cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm này, rồi nhường lại cái căn nhà này cho mẹ con của cô cháu gái cô chú đó. Nghĩ sao á, bây giờ phải nói rằng là cô chú không có nói về người con ruột hay người con nuôi gì nữa cô chú, con gì cũng được hết, miễn sao giấy tờ hợp lệ là chị Loan được phép thừa hưởng những cái gì của ba mình đỡ lại thôi cô chú. Chứ đâu phải hiện tại bây giờ là bên phía cô cháu gái, rồi bên phía vợ chồng chú Bảy khọt khèo lên tiếng nói rằng là nhà báo, phóng viên, rồi cơ quan chức năng đồ này kia, sao là con nuôi mà sao đỡ quyền mà thừa hưởng được cô chú. Tại vì là chị Hồng Loan là giấy tờ hợp pháp thì chị Hồng Loan được phép thừa hưởng thôi chứ cô chú, chứ đâu phải là như cái cô cháu gái này vào nhà người ta ở kế thôi mà có cái gì đâu cô chú, ở kế chỉ được 2 năm thôi mà đi kiện rất là vô lý luôn đó. Thì giờ vừa rồi là cái bài viết cái bà Thím Bảy khọt khèo bà cũng chia sẻ lên cái trang Facebook của Thím Bảy cô chú, là bà copy lại là của cái thằng em của cái bà mì xào củ chuối đó cô chú đó. Cái thằng đó thì phải nói hiện tại bây giờ là nó cũng đứng về bên phía cô cháu gái cô chú anh chị, thì nó cũng thường xuyên là live stream, nó chửi chị Hồng Loan và chị Ni rất là nhiều luôn cô chú đó. Thì nghe đợt vừa rồi á là nó cũng nói rằng á, là nó cũng đã là qua bên Mã Lai rồi cô chú anh chị, để nó tìm những cái bằng chứng, rồi nó bắt chị Ni là phải đi ủ tờ rồi này kia. Mà phải nói rằng á cô chú, hiện tại bây giờ á là chẳng những mà bên phía mẹ con của cô cháu gái nó liên tục á, là nó xúc phạm đến chị Hồng Loan, nó kêu rằng á, là chị Hồng Loan là người không xứng đáng để thừa hưởng cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm này nha cô chú. Thì cái nhóm Face cũng vậy cô chú anh chị, đó như buổi sáng ngày hôm nay á là cái ông đạo diễn hết thời này, ông cũng lên một cái video, ông cũng chửi chị Hồng Loan rất là nhiều luôn, rồi ông chửi chị Ni luôn. Ông nói rằng á là có một người ở bên Mã Lai á cô chú, là biết cái câu chuyện chị Ni ở bên đó làm những cái công việc vi phạm pháp luật đồ này kia, rồi ăn trộm cái sắt đồ này kia các kiểu luôn cô chú anh chị, rất là bức xúc về cái ông đạo diễn này luôn đó. Phải nói rằng là xong cái phiên tòa này rồi á cô chú, là kết thúc cái drama này á, là bên phía mẹ con cháu gái nó sẽ đến nhà chị Hồng Loan nó dọn đồ á, rồi sau khi mà dọn đồ xong á cô chú, là chị Ni và chị Hồng Loan cũng sẽ là dành tặng cho là cái ông đạo diễn hết thời này mấy cái lá đơn nha cô chú, chứ nó cho ông cầm cái mồm ông lại cô chú anh chị, chứ đỡ ông lên tiếng ông nói sai sự thật hoài cô chú. Nó rất là bức xúc về cái ông đạo diễn hết thời này luôn đó cô chú ơi. Thì hiện tại bây giờ là em cũng đang có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật hai cái bài viết vừa rồi để gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được xem được biết nha. Dạ thôi giờ em kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ em chào cô chú nha.